sẽ trình bày đến Cộng đoàn Dân Chúa ngày hôm nay. Kính mời Cộng đoàn Dân Chúa cùng chào đón nhóm Vũ Việt Fountain Valley Dancers. Chúa ban cho tình thương, ngàn đời Chúa cười cho con.
Kính thưa quý vị, và đó là nhóm vũ Phạm Valley. Một tràng pháo tay thật lớn nữa cho các chị trong nhóm vũ Phạm Valley. Kính thưa quý vị. Và kính thưa Cộng đoàn Chính Chúa, ngày hôm nay tổ chức một cái đại nhạc hội như thế này rất là công phu và âm thanh.